Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với video này của Khải. Và video này Khải sẽ hướng dẫn anh em cách ép event hương vị ngày Tết 2021 của Cụm Server Đại Tung Sơn. Và bây giờ Khải đã chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoảng 6k rưỡi hộp quà event, hộp quà mừng xuân. Thì bây giờ Khải sẽ mở với lại 12 kim, Khải sẽ ép được 2 bộ event nha anh em. Và bây giờ thì anh em cùng theo Khải thử như thế nào nha. Và hướng dẫn này sẽ giúp cho những anh em nào không biết cách ép event hoặc là mở túi event này nọ, thì Khải sẽ anh em tất cả tất tật trong video này sẽ hướng dẫn anh em ép event cho anh em mùa này như anh em. Ok, anh em cùng theo Khải nha. Khải sẽ mở trước tiên, Khải sẽ mở các hộp ra. Đây đang full. Khải sẽ bỏ bớt mấy cái này vô trong đi, chắc rương này. Đó. Anh em xem thì có thể làm theo, và nói chung là video này cũng như một video hướng dẫn cho anh em nha. Ok, Khải sẽ mở ra là lá nguyên liệu. Đó, cho người dân mở thì chúng ta cứ mở thôi. Chúng ta sẽ mở được đậu xanh, thịt heo và lại củi khô. Đó. Nói chung là ép 2 bộ event thì một bộ tiền vạn với một bộ xu. Với một bộ xu thì mỗi loại sẽ là 1k. 1k cái thì chúng ta sẽ cần khoảng 2k đậu xanh và 2k thịt heo và 2k củi khô anh em. Đó. Nói chung là mỗi loại đều 2k. Và vào bên trong kia tới chúng ta sẽ mua thêm đoạn chỗ này Khải sẽ quay đến này mua cho anh em thêm cái này nữa, lá chuối nữa. Tầm 2k lá chuối nữa là sẽ đủ nha anh em. Đó. 2k lá chuối với lại xu thì mình mua ngay khu vực kia tới nữa Khải mua cho anh em xem. Hiện tại trước mắt chúng ta cứ mở ra 2k đậu xanh, 2k thịt heo với lại 2k củi khô. Rồi công đoạn tiếp tục thì Khải sẽ hướng dẫn tiếp. Đó, cứ mở kiếm mỗi loại 2k là đủ bộ event. Củi khô thì nếu như anh em mở tầm 5-6k hoặc mà không đủ á, thì anh em có thể mua bằng điểm tống kim. 20 điểm tống kim sẽ được một củi khô cho anh em, 20 điểm thôi. Thì anh em mua khoảng 2k củi khô thì nó nằm khoảng tầm 20k điểm, 40k điểm. 40k điểm thì có thể mắc kiểu củi khô 2k. Nhưng mà tầm này mình mở thì củi khô cũng có thể lên được 1000 cái rồi, 1000 hơn rồi. Mong là như vậy, còn không thì chúng ta sẽ bỏ điểm tống kim và đi mua củi khô thôi nè. Làm gì làm phải cần 2k củi khô nha nè. 2k củi khô. Biết có đủ không? Không đủ thì phải lấy điểm tống kim mua thôi. Kiểu này chắc được khoảng 1k củi khô là mừng rồi em ơi. Đào bây giờ mới rất là thốn. Rất là thốn củi khô cho đến bây giờ mới cần 200 cái thôi. Hơi ít. Chút nữa chúng ta sẽ mua thêm 2k lá chuối. 2k lá chuối thì tầm khoảng tầm 100 vạn. 100 vạn 2k. Bỏ cái lát này lên trên. Củi khô hơi bị thiếu nè em ơi. Gần tính ra Khải có cho mình là 5k rưỡi túi. Củi khô không biết được bao nhiêu đây. Tỷ lệ củi khô vẫn là thấp nha em. Tỷ lệ củi khô rất là thấp. Tại chúng ta đã dư thịt heo với đậu xanh rồi. Dư thịt heo với đậu xanh nha em. Vẫn đang thiếu củi khô. Củi khô thì tầm 20k điểm. 20. 1 cái là 20. 10 cái là 200. 100 cái là 2k. 2k củi khô tầm 40k điểm tống kim em. Tầm 40k điểm tống kim. Nếu như thiếu thì chúng ta có thể mua huy chương tống kim nữa, cánh và mua củi khô thôi. Hiện tại Khải đã mở hết 5k rưỡi hộp, nhưng mà không ăn thua anh em ơi. Không đủ củi khô nha anh em. Vẫn thiếu hơn 1k máy củi khô. Bây giờ Khải sẽ lần tiếp hộp Khải mở nha anh em. Hộp thì Khải đi chan cũng khá là nhiều. Không biết là đủ hơn 2k nữa không. Tiếp tục.
Ơi, có vẻ như hơn 2k anh em à. Ngoài 1k, đúng rồi, 2k mốt nữa. Trời ơi, 2k mốt biết có đủ không này. Hiện tại mới 5k mà được có 400 củi khô thôi anh em ơi. Hãy bỏ bớt vô nha, hiện tại bây giờ chúng ta chỉ cần 2k thịt, 2k đậu xanh mà thôi. Nhưng có vẻ khá là nhiều, khá dư. Khá dư Khải sẽ bỏ vào trong được, khỏi chặt rương nha. Khải sẽ bỏ mỗi loại 1k vào trong. Nói chung là chúng ta sẽ F2 event vừa tiền vàng, 1k tiền vàng là 1k tiền xu. Thì chúng ta sẽ cần 2k thịt heo, 2k đậu xanh và 2k củi khô. Đó. Hiện tại bây giờ củi khô cực kỳ hiếm nha nè. Giờ Khải sẽ mở tiếp tục hơn 2k nữa, tính ra Khải mở 2k này nữa là tầm gần 8k nè, gần 8k hộp quà nè. Củi khô thấp quá. Cái này phải bỏ thêm mua điểm tông kim rồi. Chứ kiểu này không đủ rồi. Ok anh em, thì nói chung thì ép em bằng tiền vạn á, nó cũng bắt đầu tốn tiền vạn á, nên là Khải một bán tiền vạn. Còn cái gì vậy, còn một cục thôi. Khải bán một kim ra để tôi lấy tiền vạn này mà. Ok, Khải bán ít tiền vạn này mà. Bán tiền dạng, bán máy kim là lấy tiền dạng đây mà. À ok. Rồi mua thêm ít hay chưa? Biết là thiếu củi khô này mà, thiếu củi khô này là Khải và Khải đi mua đợi tí được xong. Khải đi mua thêm 3 cục tống kim, 3 cái thẻ huy chương tống kim nè. Để lấy cho mình 20k điểm. Khải mua 3 thẻ tầm 20k thì chắc đủ mua đủ củi khô đó. Được, Khải đi đổi xu đã. Trong tầm này thì mở gần 8k cái nè. Gần 8k hộp mà chỉ có khoảng 500 củi khô thôi. Vẫn đang thiếu khoảng 1k rưỡi củi khô nữa là xong nha em. Thiếu 1k rưỡi củi khô nữa là xong nha em. Khải mua 3k sẽ là 1.39 nè. 39 thì sẽ giao dịch. Khải sẽ vào tổng kim, Khải mua tiếp. Giao dịch. Sẽ thiếu 3k củi khô, 1k 5 củi khô nữa. Mua 3 huy chương, 3 huy chương thì được 27k điểm. 27k điểm chắc đủ rồi. 27 cái điểm thì mua được hơn 1k 5 củi khô. Ok. Rồi. Và tổng kim mua củi khô thôi. Khải trước khi vào tổng kim thì Khải quên bớt cái event ra, nó chặt rương quá. Tại vì chỉ cần 2k thịt heo, 2k đậu xanh mà thôi. Hôm này quá nhiều nè mày. Khải bỏ bớt vào trong, quên bớt lại cờ lon đi. Những cái rương này chán đời quá. Em Khải dọn rương cái cho anh em. Ok anh em, sau khi dọn rương thì Khải sẽ đỡ lại 2k thịt heo, 2k đậu xanh, và bây giờ thì Khải sẽ đi mua điểm tống kim để mua củi khô nha anh em. Khải đi mua củi khô nha anh em. Đó. Khải sẽ mua 2k củi khô nữa mới xong được nha anh em. Vừa mua vừa ép luôn nha anh em. Đó. 2k củi khô mới xong nha mọi người. Hiện tại còn tầm 7 kim thì đợi tí nữa mua 7 kim nữa đẹp, tại vì tiền vàng cũng đủ rồi. Vàng tầm gần 600 vạn là đủ một event tiền vạn, 1k event tiền vạn. Còn 7 kim sẽ là 1k event tiền xu, tại vì một event tiền xu chúng ta sẽ là 7 xu. Đó, anh em cứ nhìn như vậy.
tiếp tục Khải sẽ mua, mua cho đến khi nào đủ 2k là đủ nha anh em. Ok anh em, bây giờ thì Khải cũng mua được gần 1.000 cái rồi, nói chung là phải 2.000 cái mới đủ nha anh em, 2.000 cái mỗi loại nha anh em. Đó, nói chung là ghép cũng khá là cực, khá là lâu. Công đoạn ghép này với lại mua củi khô với công đoạn ghép tí nữa ghép bánh chưng anh em thì nó cũng khá là lâu, nên là Khải sẽ tua ngắn bớt video cho anh em xem dễ hiểu hơn nha. Ok anh em, sau một hồi mua thì Khải cũng mua sắp đủ được 2k củi khô rồi em ơi. Nói chung là sau đủ 2k củi khô thì Khải sẽ đi đổi 7 kim này ra thành 7 xu 7.000 xu, và Khải sẽ bắt đầu mua event và ép event cho anh em xem. Đó, đơn giản vậy thôi nè. Chúng ta chỉ cần 2k thịt heo, 2k đậu xanh, 2k củi khô. Tiếp nữa Khải sẽ về mua 2k lá chuối nữa nha. Thiếu 2k lá chuối nha anh em. 2k lá chuối thì chúng ta sẽ mua khoảng 100 vạn ở Tương Dương, ngay dỗ thành sát gần nợ bờ sơ hiệu thuốc. Khải sẽ về mua cho anh em xem. Hiện tại bây giờ còn thiếu 8 cái củi khô nữa nè. Tăng củi khô được chưa? Đó, xong 50, 2k nha. Bây giờ trước mắt thì Khải sẽ đi đổi xu. Khải sẽ đi đổi xu, đổi 7.000 xu ra. 7.000 xu ra rồi Khải sẽ mua Evan xu. Đang bắt mua nguyên liệu nha anh em, nguyên liệu Evan xu nha anh em. 7k xu sẽ được 1.000 cái, 1.000 cái, ok. Anh em chờ một chút. Sẽ đổi ra 7 cái cao su nha nè. 7 kim sẽ được 7 cao su. 7 cao su là full event tiền su rồi. Ok. Đó, bây giờ Khải sẽ về Tương Dương trung tâm. Mua nguyên liệu. Ây da, Tương Dương full luôn. Cơ vậy. Khải sẽ mua nguyên liệu ở chỗ. Ôi da, đá cơ vậy. Úi cha cha, hôm nay Tương Dương đông vậy ta. Trời ơi, anh em chờ chút nha. Ok anh em, sau khi về được Tương Dương thì Khải sẽ đi mua 2k lá chuối nha anh em. Khải sẽ mua thêm 2k lá chuối với đậm làm mới đủ nha anh em. Lá chuối này vừa mình dưa có mấy chục cá rồi ta. 2k lá chuối đây. 2k lá chuối thì nó cũng 2k lá chuối tầm 100 vạn nè. Đã Khải mua 2k lá chuối. Đây. Mua lá chuối này, đó một lần mua sẽ được 50 cái. Đó. Sẽ tốn khoảng 100 vạn nha anh em. Này, bỏ qua cho anh em vừa nhìn. 2k lá chuối nó sẽ nằm gọn trong khu vực này. Đó, anh em cho chút Khải sẽ mua đủ 2k lá chuối. Đó, ok anh em. Sau khi mua đủ 2k lá chuối này, đủ 2k thịt heo, 2 đủ đậu xanh, 2k đậu xanh, 2k củi khô, 2k lá chuối. Và bây giờ thì Khải sẽ mua nguyên liệu. Khải sẽ mua 2k nguyên liệu. Ta muốn mua công thức bánh chưng 7 xu. Đó. Khải sẽ mua 2k. 1k chứ. 1k công thức bánh chưng 7 xu. Đây sẽ là oven xu nha anh em. Và công đoạn ép thì anh em cứ chờ đợi xem thôi. Nói chung video này Khải cũng muốn hướng dẫn lại một số anh em mới á. Nhiều anh em newber mới không biết cách ép event á, thì video này sẽ rút gọn anh em cách hướng dẫn video anh em cách hướng dẫn ép event và này nọ anh em dễ hiểu hơn. Tại bây giờ mua 2k event này nữa là xong, với lại mua 1k chứ. 1k event tiền xu này sẽ là xong. Rồi với 1k event tiền vạn là sẽ là đâu rồi? Đây rồi. Đây là bánh chưng nha anh em. Bánh chưng sẽ là tiền xu, event tiền xu nha, 1k thôi. Đó, vừa đủ nha anh em. Đó, xong. Đó là giờ mua công thức nấu bánh tét cũng là 1k luôn. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ giúp Khải nha anh em. Set đồ thì Khải cũng đã sâu ở đầu video anh em xem rồi. Bây giờ thì Khải đang ép event cho ạch nhỏ nha anh em. Nói chung thì có cánh event thì anh em mới lên cấp được, anh em chịu khó. Event này thì theo Khải ép, chịu khó ép với lại mình có nguyên liệu sẵn thì theo Khải nghĩ nếu có nguyên liệu có sẵn điểm tống kim thì chúng ta ép khoảng tầm 10 kim thì chúng ta có thể mát 2 event rồi. Hoặc là anh em không có event sẵn thì anh em phải mua tống kim ở ngoài thì nó sẽ mất khoảng tầm 11 kim. Đó, hiện tại bây giờ event chúng ta đã đủ. Bây giờ Khải sẽ ép bánh tét trước. Bánh tét sẽ nấu được 1.000 bánh tét. Bánh tét là event tiền vạn này. Đó. Còn cái bánh chưng thì tí nữa Khải sẽ lóc ạc về Khải nấu cho nó nhanh. Bánh chưng tại vì 1 phút mới lấy được một lần anh em. Hello anh em mới vào nha, anh em mới vào đừng quên cho Khải một like chia sẻ giúp Khải nha anh em.
Trước khi nấu bánh tét thì chúng ta sẽ nấu bánh chưng và đợi trên người đại hiệp không có đủ mùi sô cô la đâu. Ta muốn nấu bánh chưng. Đây, bánh chưng sẽ đợi 1 phút. 1 phút sẽ lấy được 50 cái nha, còn bánh tét thì lấy nhanh thôi. Bánh tét Evans Evans thường vạn á, sẽ lấy nhanh luôn. Đó, còn mấy cái nữa xong rồi. Bánh chưng chưa lấy được nè, bánh chưng thì 1 phút mới lấy được một lần. Bánh tét thì nấu nhanh luôn, bánh tét thì nấu nhanh lắm nè. Bánh chưng thì nó hơi lâu, tại vì 1 phút chúng ta mới lấy được 50 cái. Tí nữa Khải sẽ đưa Eclon về nấu cho nó nhanh. Rồi ok, xong một ca Evan bánh tét này, thấy chưa? Bánh tét đây nè, Evan bánh tét tiền xu á, tiền vạn chứ. Bây giờ Khải sẽ đưa Eclon về nấu tiền xu cho nó nhanh. Hai ạc nấu cho nó lẹ nè. Hello anh em mới vào nha, anh em đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ giúp Khải nha anh em. Ok anh em nha, bây giờ Khải sẽ chuyển cho Clon một ca cái nó ép nó nhanh anh em. Tại vì hai ạc thì thời gian ép chúng ta sẽ rút gọn lại nó nhanh hơn. Đó, 500 cái chứ, Khải sẽ chuyển cho 500 cái. Mỗi thứ sẽ 500 cái. Mỗi ạc sẽ ép 500 cái cho nhanh anh em. Ạc chính anh được chứ anh em, chính được chứ. Hello Tiên Tiên, hello mọi người nhá. Hello Quang Nguyễn, hello anh em nhá. Hello anh em mới vào nha, anh em đang mới vào thì cho Khải một like chia sẻ giúp Khải nha anh em. Đây vẫn đang nấu bánh chưng. Ta muốn giúp bánh chưng là chín, ok. Tiếp tục nấu tiếp. Một lần nấu được 50 cá nha anh em. Đó, một lần nấu chúng ta sẽ chờ 60 giây. Và bên đặc phụ cũng vậy. Đó. Nó sẽ không ăn đủ trời. Đồ thiếu củi khô, nãy giờ thiếu củi khô vãi nọ. Tiêu 200-500 củi khô nè. Vãi chưa. Rồi giờ cứ chờ đợi 1 phút là dớt 50 cái nè. 1 phút 2 ạc thì 1 phút sẽ được 100 cái. 1 phút sẽ được 100 cái. Bánh chưng chưa chín, ok. 2 ạc thì ép nhanh thôi. 2 ạc thì cứ 1 phút là 100 cái. Hiện tại bây giờ thì Khải đang nấu 2 ạc nè. 2 ạc nên là còn 3 phút nữa sẽ xong nha nè. Mà 150 cái này thì 3 phút nữa, với lại đang trong nồi 50 cái nữa nè. Thầy nghĩ tầm 3 phút nữa sẽ xong. Bên ạc phụ thì Khải cũng đang nấu 500 cái. Thì hai ạc thì nó góp lại thì thời gian chúng ta sẽ rút ngắn lại nha nè. Tính rượu vào chơi 15 một chung hả Khải? Hello Tú Nguyễn nha. Ủa tính rượu MBB là ai? MBB là gì? Tú Nguyễn ơi, Khải không hiểu Tú Nguyễn ơi. Giờ lên cấp cộng sinh khí nữa là 3 cái máu. Đúng rồi. Giờ cứ lên cấp là tặng tên và sinh khí nữa tầm 3 cái máu đẹp nè. Nói chung tầm này Khải thấy máu 2k8 còn thấy Khải thấy đường môn máu này khá là cao rồi. Giờ cứ lên cấp tên và sinh khí rồi anh em nhìn sơ qua này. 165 sinh khí thôi. Thông pháp 304 tầm này lực tay Khải cao gấp mấy lần lực tay ở cái đoạn bằng đồ vừa rồi nha anh em. Bằng đồ vừa rồi thì Khải thành sinh khí khá là cao để trụ đam. Nhưng mà tầm này thì Khải không cần sinh khí nữa. Sinh khí tầm 2k8 kèm theo cái phi phong 2k8 là đẹp rồi, cực châu rồi anh em. Cỡ xuất thố máu 2k8 là châu rồi. À máy bay bà già. Đúng rồi. À chia lên hội nhóm máy bay các kiểu. À đúng rồi. Anh em nhắn cứ comment nhiều khi mấy cái mà viết tắt á, Khải cũng không rõ. Đó, hiện tại bây giờ Khải ép khoảng 2 phút nữa xong bánh. 2 phút nữa xong bánh anh em. À Khải sẽ giao dịch bên kia qua nữa là xong. Nó thông báo xong chưa? Lá nằm đọc vô chém tụi nó ai đâu. Anh đọc bên server cũ anh em ơi. Anh đọc thì thôi. Anh đọc hiện tại bây giờ thì bên đó vẫn đang đợi ra bán ảo thôi anh em ơi. Làm giá tấu ra bán ảo thôi. Còn không có làm gì nữa. Hiện tại bên đó thì vẫn hàng 3 server thôi. À, 2 phút nữa xong anh em. F2 cái nữa là xong. Khảo đọc đi giá tấu cho anh em xem. Anh em đang xem thì cho Khải một like chia sẻ giúp Khải nha anh em. Anh chạy phụ anh. Đúng rồi anh Hùng Phạm ơi. Đúng rồi. Em sẽ nấu chạy phụ. Chung thì Evan này cũng khá là rẻ. 10 kim hơn 10 kim đối với hai bộ Evan thì Khải thấy khá là rẻ. Tiếng Long nói em Khải. Đúng rồi, nhiều khi anh em viết tắt nên em không hiểu.
phải hỏi kỹ mới được. Chiều này nói chung là có thời gian rảnh rỗi là like cho anh em xem anh em, nên là anh em phải ủng hộ nhiệt tình anh em, đỡ Khải cố gắng like một chút anh em xem nha anh em. Được Khải xong cái này Khải sẽ cho anh em xem xếp đồ của Khải nha. Đó, bây giờ thì bánh còn chưa chín anh em, đợi chút cái lon bên kia đang ép anh em nên là nó vẫn thông báo cho anh em xem. Đó, cái cuối cùng, cái cuối cùng là đủ 1k xong, sạch sẽ rương luôn nè, thấy chưa, sạch sẽ rương luôn nè. Trời ơi, ra 20 kim, 30 kim tiền đâu mà anh đảo trần. Không, Evan thì Khải nghĩ tầm 5-7 kim là rẻ rồi. 5-7 kim là rẻ rồi. Cao quá, sợ không biết anh em có ăn được không. Khải thấy 5-7 kim là rẻ rồi. Với lại mùa này thì Evan nó ra tầm đó thì tầm đó được rồi anh em. Cao quá, sợ không ai nhai. Sợ anh em nuốt không trôi. Sợ anh em nuốt không trôi. À, ok anh em, bây giờ thì chỉ còn một lần phát cuối thôi. Khải nhận phát cuối rồi Khải sẽ giao dịch cho anh em xem. Thì ép thì nó cũng đơn giản thôi nè. Rồi xong, Khải sẽ đưa giao dịch cái phụ qua. Là Khải đã ép đủ thành công 1k Evan tiền vạn với 1k Evan tiền xu. Đó, nó tốn còn nó tốn khoảng vị trí khoảng hơn 10 kim một tí, gần 11 kim. Nếu như anh em không có điểm tống kim thì anh em sẽ tốn gần 11 kim. Đó. Còn có điểm tống kim rồi thì nó khỏe. Ok, lầm lầm nè. Rồi xong, đấy. Nói chung là video này thì anh em có xem thì video cũng có những khi là video này Khải hướng dẫn anh em cách anh Evan thôi, cách ép Evan thôi, đơn giản thôi anh em. Anh em nào có xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like và một chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Và Khải chúc anh em buổi trưa xem livestream vui vẻ nha. Ok, bye bye anh em nha. Bây giờ là Khải sẽ tiếp tục ở xe...